Con xin chào chú. Chào chú ở lại kênh Sách Đức Thắng. Đó, hôm nay con lên tiếp theo cho chú là cái Mitsui M180 nha chú. Đó, ngoại hình em thấy là máy là nguyên bản nè, không buông mở đụng chạm như bên trong hết. Đó, cái tay bẻ e nó còn nhà nghính thôi chú. Đó, đây cái đế của bô e. Máy này về trên bãi về là không có đụng chạm buông mở gì hết chú. Nó nguyên bản. Còn ở bình xăng bên ngoài không bị móp cắn gì hết. Đó, nhưng mà hơi chày chốc nước sơn và điểm thôi chú. Nó cái này là do máy trên bãi chống nước sơn rồi là cũng thông cảm được thôi chứ. Nó do để bãi ngoài nắng ngoài mưa lâu thì thời gian nó phải chống nước sơn chứ. Nó nhưng mà máy này tương đối là còn rất là đẹp ha. Chống nước sơn không có kiểu như chốc nhiều chứ. Này chốc như gì là còn tạm được nè. Đó. Không ảnh hưởng gì hơn chứ. Đó, bình xăng con là bình xăng nguyên bản luôn nè. Đó, nó đóng trên cái chụp bui là NGK chứ. Đó. Cái bát để cái dè mà nó còn dè nghính nè, mà cái dè này thì không còn hơi chú. Đó, để còn tháo thử bình xăng lượt đầy đủ không chú ơi. Nó lượt chưa hết xăng luôn tiền ơi. Nó bình xăng thì hơi xét thôi chú. Cái lô đợt trước về thì con thấy là bên ngoài thì đẹp nhưng mà bên trong thì hơi xét. Đây bô lửa chú. Đó, bô lửa nó nhìn nó rất là hầm hố ha. Nó nhìn nó rất là bự. À, nhưng mà được cái là nguyên zin thôi chú. Này lốc nè. Lốc thì do để bãi lâu thì nó hơi sậm màu chú. Nó không còn được bóng như mấy cái lốc của máy này. Nó thì nó hơi sậm màu nè. À, nó không còn được cái chú. Nhưng mà máy cực kỳ bền nè. Ít hao xăng, cực kỳ bền luôn, nhảy nổ. Nó giờ không làm mất thời gian của chú. Để con nhờ lên tiền kết máy lên cho chú nó tham khảo nè. Máy cực kỳ nhảy nổ luôn rồi chú. Poly bên trong là còn vàng nghính luôn rồi chú. Gan tay cũng rất là nhuyễn luôn. Đó, anh tiền kéo thẳng dây lên chạy. Đó, việc rất là dài luôn nè. Không đóng e gì hết hả anh tiền? Không. Rồi giờ anh test giật lại cho chú coi tham khảo này. Đó, cái này là do là máy chưa đụng chạm gì hết. Nên là bên con cũng chưa có tắt chế con tắt thôi chú. Nó vẫn còn chế bằng công dây nè. Đó, vô đây băng mát vô sắt là nó tắt theo chú. Con ngồi vô. Nè, con quay xài cho chú tham khảo này. Rồi. Đó, chỉ cần thẳng dây lên là chạy thôi chứ. Rất là nhẹ luôn. Đó, những cô chú bác nào mà lớn tuổi đó, cần máy để cho tôm ăn hoặc là mình chạy sông chú. Máy là sự lựa chọn cực kỳ nhảy luôn, nhẹ giật thôi chứ. Không phải đứng hầm hố lên mà chỉ cần ngồi là giật thẳng dây lên là chạy. Gan ti rất là nhuyễn nha. Đó, chạy cho tôm ăn, chạy gan ti chậm chậm chứ. Nó rất là ok luôn. Đâu nẹt thử anh tiền. Máy này hoàn toàn chưa ra khói nha chú. Đó, máy còn rất là ok. Báo xăng rồi là sử dụng được bình thường thôi chú. Đó, để con quay ra phần nách chụp còi cho chú xem tham khảo nè. Tao quay quá nách chụp còi. Đó, nó chụp còi là do mình để bãi chú. Để nó hơi xét ha. Đó, cái này là máy bãi, máy nhiệt bãi chú. Đó, nên là xét thì cũng không có kiểu như không có ảnh hưởng gì đó. Do là máy bãi rồi để nắng mưa thì chắc nhiên nó phải xét những cái phần mà bị lộ bên ngoài. Nó như nó kịp còi là mà để không có gì che lại thì nó xét nè. Nhưng mà cái phần này là có cái phần áo gió che lại nên nó còn rất là mới hơn chứ. Cực kỳ đẹp luôn. Nó tại mình để bãi lâu thì nó hơi đổi màu là màu mốc thôi. Nó nhưng mà máy thì còn rất là ok, rất là ngon thôi chứ. Nó nẹt ra là có. Con là hoàn toàn về là chưa xích lửa bên xăng, không đụng chạm gì máy hết thôi chú. Đó, máy nào mà có đụng chạm gì bên trong thì con sẽ thông báo cho chú. Đó, còn máy này đặc biệt là không xúc cửa bên xăng luôn, nguyên zin hết. Đó, cái phần ống của cái nắp chụp cò ống hơi nó cũng nguyên bản luôn, còn mềm xè luôn thôi chú. Nó dưới nhìn ống chụp cò này, ốc ác rồi là chưa chạy buông mỏ gì hết. Đó, giờ anh test lại cái nữa anh tiền. Thẳng dây là chạy thôi chú ơi. Hết xăng, nãy thấy xăng còn không biết nè. Nói rồi ok. Máy rất là nhạy, rất là nhẹ nổ. Rất là đầy đủ đồ hơn chú. Chụp giật nữa nè. Đó, chụp giật nè, cũng thấy là cũng còn rất là ok, không có xét nặng hay chú. Cái thanh này cũng rất là chắc chắn luôn nè.
đây nó cứ để là 3.50 là tương đương với 3.500 thôi chú. Đó, dòng tua là 1.500 à, chạy cho tôm ăn hoặc là chạy xong thì cực kỳ là ok luôn. Đó, máy này thì hôm nay con bán cho chú là 3.900.000 bao ship thôi chú. Đó, chưa tới 4.000.000 nữa là cô chú có được cái máy là cực kỳ ngon luôn ha, rất là nhạy nổ luôn. Đó, 3.900.000 bao ship. Cô chú nào chú được máy này thì alo bên con thôi chú. Đó, cảm ơn cô chú đã xem hết clip. Chào chú.